Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh Quảng Ngãi cho biết, qua rà soát nội dung quy hoạch phòng chống lũ và chỉnh trị của các con sông Trà Khúc, Trà Bồng, Vệ, Trà Câu đã được Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Ngãi phê duyệt, sở đã có báo cáo khối lượng dự kiến nạo vét là hơn 34 triệu mét khối, theo giải pháp chỉnh trị của đồ án điều chỉnh quy hoạch thủy lợi tỉnh Quảng Ngãi. Sẽ ưu tiên nạo vét các đoạn sông Trà Khúc, đoạn từ cửa Đại đến cầu cao tốc Đà Nẵng Quảng Ngãi, sông Trà Bồng, đoạn từ cửa Sa Cần đến xã Trà Bình, sông Vệ, đoạn từ cửa Lỡ đến xã Hành Tiến Tây, sông Trà Câu, đoạn từ cửa Mỹ Á đến hạ lưu hồ chứa nước Núi Ngang, để từng bước điều chỉnh lòng sông về trạng thái ổn định theo quy luật vận động của các dòng sông, tăng khả năng thoát lũ, tạo cảnh quan môi trường cho vùng hạ lưu các con sông. Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn đề nghị Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Ngãi xem xét, chỉ đạo Sở Tài nguyên và Môi trường và Sở Xây dựng khi tham mưu cho tỉnh quy hoạch tổ chức khai thác các sỏi lòng sông tại các đoạn sông có quy hoạch phòng chống lũ và chỉnh trị, cần triển khai nạo vét khai thác theo từng đoạn sông, nạo vét từ phía hạ lưu lên phía thượng lưu để tránh thay đổi dòng chảy đột ngột, tạo ra nguy cơ mất ổn định lòng bờ bãi sông cho khu vực lân cận. Trong khi đó, tại tỉnh Bình Định, cửa biển luồng lạch dẫn vào cảng cá và khu neo đậu tàu thuyền tránh trú bão Tam Quang ở phường Tam Quang Bắc, thị xã Hòa Nhơn hiện đang bị bồi lấp nghiêm trọng, ảnh hưởng đến việc di chuyển ra vào của tàu thuyền. Nhiều tàu cá liên tục bị sự cố gây thiệt hại nặng nề. Phản ánh của phóng viên VTV8. Tình trạng bồi lấp xảy ra từ năm 2010 và mức độ ngày càng nghiêm trọng hơn. Nhiều đoạn luồng lạch bị bắp nhỏ khiến tàu thuyền thường xuyên bị mắc cạn. Ước tính khối lượng bồi lấp cửa biển trung bình mỗi năm từ 50.000 đến 150.000 mét khối cát. Mỗi lần ra cửa rất là hồi hộp lắm. Nói chung là nhiều hầu ra là phải có ghi vết mũi. Có nghĩa là có một chiếc ghi vết mũi họ níu cái mũi để ra cho nó có cái phương hướng chuẩn. Cho nhiều hầu sống mà nó bạc một cái là cái mũi nó dạt qua dạt lại là vô cái gần đá, vô cái bờ kỳ là nói chung là nó vỡ tàu. Thống kê từ đầu năm 2023 đến nay, tại khu vực này đã có 9 tàu cá của ngư dân gặp nạn do bị mắc cạn, bị chìm. Trong đó có 2 tàu bị hư hỏng nặng, gây thiệt hại hàng trăm triệu đồng. Trước tình hình đó, Ban Quản lý Cảng Cá đã vận động người dân thành lập đội lai dắt để hạn chế thấp nhất rủi ro khi tàu thuyền ra vào. Do cửa nó cạn, dẫn đến sớm nó đánh, cho nên làm thiệt hại về tính mạng và tài sản của bà con ngư dân. Qua đây thì tôi cũng mong muốn các cấp, kiến nghị các cấp thì cũng có cái giải pháp để khắc phục cái tình trạng cái cửa biển Tam Quang nó bị bồi lấp. Trước mắt thì Ủy ban Nhân dân tỉnh cho chủ trương như là Ủy ban Nhân dân thị xã dùng cái ngân sách của thị xã để chúng ta nạo vét của cái vùng bồi lấp để chúng ta đổ vào cái hướng nam ở ngoài biển đó. Để rồi mới là cho tàu cá tạo cho cái luồng tàu để vào nó thuận lợi. Cảng cá Tam Quang có diện tích mặt nước khoảng 70 hecta. Đây là cảng cá loại 2 có năng lực đáp ứng cho khoảng 2.400 chiếc tàu loại từ 15 mét trở lên neo đậu. Việc cửa biển ra vào cảng bị bồi lấp khiến cảng không thể tiếp nhận các tàu cá có chiều dài trên 20 mét và trọng tải lớn. Điều này làm ảnh hưởng đến sự phát triển của một trong những địa phương có đội tàu đánh bắt lớn nhất miền Trung.